Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sốt xuất huyết dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus lây truyền qua muỗi, gây các triệu chứng giống như cúm nặng, đôi khi có thể dẫn đến biến chứng và gây tử vong, được gọi là sốt xuất huyết dengue nặng. Ở trẻ em, đa số bệnh nhân sốt xuất huyết thường tự khỏi trong vòng 7 ngày, nhưng có một số trẻ sẽ có biểu hiện nặng như chảy máu hoặc thoát huyết tương gây sốc do giảm thể tích, suy hô hấp, suy tim, suy thận, rối loạn đông máu, tổn thương gan, rối loạn tri giác. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong. Bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai chỉ rõ dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm trong sốt xuất huyết ở trẻ em. Cụ thể, sốt xuất huyết dengue có thể từ không triệu chứng, biểu hiện nhẹ đến nguy kịch nặng. Vì biểu hiện lâm sàng không đặc hiệu nên cần theo dõi sát sao, phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm để nhanh chóng nhập viện, can thiệp sớm giảm nguy cơ tử vong. Dấu hiệu cảnh báo là quá trình chuyển nặng, nguy kịch thường ở giai đoạn sốt muộn hay còn gọi là giai đoạn hạ sốt. Khi nhiệt độ giảm xuống bình thường, bệnh nhân hạ sốt, hết sốt, nhiệt độ cơ thể nhỏ hơn 38 độ C là thời điểm các dấu hiệu nặng xuất hiện, có thể nguy hiểm đến tính mạng, liên quan đến thoát mạch. Ứ dịch ở các khoang cơ thể như khoang màng phổi gây tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, tràn dịch màng bụng, tình trạng suy hô hấp, khó thở, chảy máu và suy giảm chức năng nhiều cơ quan trong cơ thể. Các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm cần chú ý như sau: bụng trướng, đau bụng, nôn ít nhất 3 lần trong 24 giờ, nôn liên tục, dai dẳng, chảy máu mũi, niêm mạc miệng, nôn máu, phân máu, khó thở, mệt, kích thích, bồn chồn, ly bì, da lạnh, ẩm. Nếu có một trong 6 dấu hiệu dưới đây, trẻ mắc sốt xuất huyết phải vào viện điều trị gấp. 1. Đau bụng, ly bì, kích thích và nôn liên tục, thay đổi đột ngột, đang sốt cao, trẻ hạ thân nhiệt. Trẻ bắt đầu xuất hiện chảy máu, mũi, miệng, tiểu máu, phân máu hoặc da niêm mạc xanh tái. Chân tay trẻ lạnh, ẩm, đau bụng, ấn tức vùng bụng. Bác sĩ Đỗ Tuấn Anh chia sẻ thêm, việc phòng mất nước, thiếu dịch là rất quan trọng trong chăm sóc, điều trị trẻ sốt xuất huyết vì nguy cơ mất nước do sốt cao liên tục, nôn hoặc uống không đủ nước so với nhu cầu. Trong giai đoạn trẻ mắc bệnh và hồi phục, một số thực phẩm giúp trẻ nhanh hồi phục như nước dừa, nước hoa quả giàu vitamin C, các loại rau xanh. Những thực phẩm nên tránh cho trẻ sốt xuất huyết ăn như thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ, đồ uống có caffeine, có ga, gia vị cay.